Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, từ đầu tháng 11, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã thành lập tổ giám sát cộng đồng nhằm giám sát chặt người về từ vùng dịch, thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành viên tổ giám sát bao gồm lực lượng công an phường, lực lượng dân quân, dân phòng, trạm y tế địa phương. Đều đặn mỗi ngày, từ 2 đến 3 lần, các thành viên trong tổ thực hiện việc giám sát người về từ vùng có dịch. Cái vùng mà không có nguy cơ cao thì giám sát tự cách ly y tế 7 ngày, nhưng tổ giám sát chỉ giám sát 4 ngày đầu tiên, còn lại 3 ngày đó thì chỉ có nhắc nhở thôi, chứ còn không giám sát trực tiếp nữa. Thì cấp độ 3 sẽ giám sát 7 ngày và tự cách ly tại nhà là 14 ngày. Những ngày gần đây, phường Khuê Mỹ có nhiều người dân đi làm ăn xa trở về từ vùng có dịch. Sau khi thực hiện việc khai báo, người dân được trạm y tế lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Trong quá trình tự theo dõi sức khỏe, người dân phải thông báo ngay cho trạm y tế địa phương trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Còn đối với những trường hợp mà đi về từ vùng dịch mà có nguy cơ cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai thì sẽ từ cấp độ cấp 1, cấp 2 thì sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm làm tùy cấp độ, cấp 1 thì lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, vào ngày thứ đầu tiên về Đà Nẵng và ngày thứ 7. Còn cấp 2 thì từ ngày sẽ lấy mẫu 3 lần, từ cấp 3, cấp 4 trở lên sẽ phải cách ly y tế tại nhà. Và cũng có quyết định là sẽ lấy mẫu theo cái diện mà trạm y tế sẽ điện thoại lên trạm y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Để tăng cường hiệu quả phòng chống COVID-19, phường Khuê Mỹ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, phát huy vai trò hoạt động của tổ giám sát, tổ COVID-19 cộng đồng trong việc nắm bắt tình hình từng cụm dân cư, hộ gia đình, rà soát, nắm chắc biến động của dân cư, vận động các trường hợp từ tỉnh ngoài về địa phương thực hiện khai báo y tế trung thực, kịp thời. Về ý thức của những người mà được giám sát, người ta ý thức rất là tốt. Họ tuân thủ về những cái mà hướng dẫn của y tế và bản thân họ cũng đã tìm hiểu rồi. Cho nên là họ về họ sẽ tự cách ly tại nhà. Đến nay, qua theo dõi trên địa bàn phường Khuê Mỹ, còn trên 20 người về từ vùng dịch thuộc diện giám sát của địa phương. Trước diễn biến phức tạp hiện nay của dịch bệnh COVID-19, việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp 5K là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa dịch bệnh.